Xin chào các em. Hôm nay cô Hoa sẽ hướng dẫn các em giải một cái bài tập về phần điện của lớp 9. Và lớp 11 chúng ta cũng tham khảo cái dạng bài tập này. Đối với lớp 9 thì dành cho học sinh khá giỏi. Nội dung bài tập giống như các em đang nhìn thấy ở trên màn hình ở đây. Người ta cho chúng ta một cái mạch điện và nhớ hộ cô là người ta đặt vào đây một cái nguồn điện U. Thì các em nhớ hộ cô là cái chỗ nào mà người ta vẽ cái cực này nó dài hơn này thì chúng ta sẽ hiểu đó là cực dương. Còn cái nào mà ngắn hơn thì chúng ta sẽ hiểu đó là cực âm. Mặc dù đề bài người ta không ghi cho chúng ta là dương âm thì chúng ta phải hiểu là cái bản dài này là dương, còn ngắn thì đó chính là âm. Và chiều dòng điện chạy trong mạch thì luôn luôn chạy từ cực dương qua mạch ngoài, sau đó nó mới về cực âm. Vậy đối với bài toán này, người ta cho chúng ta một cái mạch điện gồm có hai khóa K. Và người ta cho chúng ta ba cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là khóa K1 mở, khóa K2 đóng. Trường hợp thứ hai thì K1 đóng, K2 mở. Và trường hợp thứ ba là cả hai khóa K đều đóng. Và người ta yêu cầu chúng ta là tính giá trị của mỗi điện trở và tính số trị của ampe kế A1, A2 khi K1 và K2 đều đóng. Vậy với cái bài toán này chúng ta sẽ giải quyết như sau. Đầu tiên, K1 mở và K2 đóng. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta làm như sau. K1 mở, K2 đóng này, K2 đóng, còn K1 mở. K2 đóng, K1 mở, vậy chỗ này mạch của chúng ta là kín, còn chỗ này nó là mạch hở. Nó là mạch hở thì chúng ta sẽ gỡ bỏ cái nhánh dây dẫn ở hai đầu mạch đi. Chúng ta gỡ bỏ vì nó là mạch hở nhé, nên chúng ta sẽ gỡ bỏ đi. Và bây giờ dưới này thì đóng. Vậy cô muốn nhắc lại với các em một cái phần kiến thức như sau. Nếu như hai điểm mà được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, hoặc nối với nhau bằng một khóa K đóng, hoặc nối với nhau bằng một cái ampe kế lý tưởng, thì hai điểm đó được gọi là hai điểm có cùng điện thế. Đây được ký hiệu là điểm C, cô đặt thêm cái điểm này là điểm E đi. Vậy thì điểm C và điểm E sẽ là hai điểm có cùng điện thế. Do đó chúng ta sẽ gỡ bỏ tất cả những cái điện trở mà có hai đầu là có cùng điện thế. C và E có cùng điện thế. Thế nên điểm R, điện trở R2 nối tiếp với R3 có hai điện thế, hai đầu như nhau, chúng ta sẽ gỡ bỏ R2 và R3. Vậy, túm trở lại, trường hợp đầu tiên, K1 mở, K2 đóng, thì dòng điện của chúng ta nó sẽ đi qua R1 xuống C, đi xuống đây, đi qua B và về bên bản âm, nó không đi qua R2 và R3. Vậy lúc này mạch điện của chúng ta chỉ có một thành phần duy nhất thôi, đó chính là thành phần của R1. Đầu này chính là đầu A và đầu này chính là đầu B. Vậy nó chỉ có R1 thôi, thì số chỉ của ampe kế A2 lúc này chính là số chỉ của cường độ dòng điện chạy trong mạch. Và lúc này chúng ta sẽ đi tính được R1 của chúng ta, được tính bằng U chia cho I. U thì bằng 12V, I trong trường hợp này bằng 0,2A, vậy chúng ta thay 0,2 vào đây. Chúng ta sẽ được giá trị đó chính là bằng 60 ohm, R1 bằng 60 ohm. Trường hợp thứ hai đó chính là trường hợp K1 của chúng ta đóng. K1 đóng, còn K2 của chúng ta mở. Vậy K1 đóng, K2 mở thì sao? Nó cũng tương tự như trường hợp bên trên nhé. K1 đóng này, thì mạch chỗ này nó sẽ là mạch kín này. K2 mở, vậy chúng ta sẽ gỡ bỏ cái nhánh dây từ C cho đến E đi. Vậy chúng ta gỡ bỏ nhánh dây từ C đến E, thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có điểm A và điểm D này là hai điểm có cùng điện thế. Bởi vì được nối với nhau bằng một cái khóa K1 đóng, nên A và D sẽ là hai điểm có cùng điện thế. Và chúng ta cũng sẽ gỡ bỏ luôn cái điện trở R1 nối tiếp với R2 đi, vì hai đầu này có cùng điện thế. Vậy mạch điện của chúng ta lúc này nó sẽ đi từ đây lên đây qua A, nó đi qua khóa K1 xuống D sang R3 và cuối cùng về cực âm. Hay nói cách khác, mạch điện lúc này chỉ có duy nhất một thành phần điện trở tham gia vào mạch thôi, đó chính là điện trở R3. Đây là đầu A, đây là đầu B. Vậy tương tự như phần trên, chúng ta sẽ tính được cái điện trở R3 bằng U chia cho I. U thì vẫn là 12V, vậy cô viết là 12. Và I trong trường hợp này, đây, ampe kế A1 chỉ 0,3A. Vậy A1 này chính là cường độ dòng điện chạy trong mạch và chúng ta sẽ chia cho 0,3, chúng ta sẽ thu được kết quả đó chính là bằng 40 ohm. Trường hợp thứ ba đó chính là trường hợp mà cả hai khóa K1 và K2 của chúng ta đều đóng. Vậy khi cả hai khóa đều đóng thì sao? Khi đấy nhá, điểm này là điểm A và điểm này là điểm D là hai điểm có cùng điện thế. Thế nhưng
điểm C này của chúng ta này và điểm E cũng là hai điểm có cùng điện thế bởi vì cả hai khóa đều đóng. Vậy chúng ta sẽ áp dụng cái quy tắc vẽ lại mạch để chúng ta vẽ mạch lúc này. Chúng ta trải mạch ra, một đầu là điểm A và một đầu là điểm B. Điểm A thì có cùng điện thế với điểm D, vậy thì đây cô sẽ biểu diễn A và D chung với nhau một điểm. Còn điểm B, điểm E và điểm C được nối với nhau bằng một cái khóa K đóng. Vậy B, E, C sẽ được biểu diễn chung một điểm. Bây giờ cô sẽ vẽ các điện trở vào đây. Điện trở R1 nằm giữa A và C. À đây là A, đây là C. Vậy ở giữa đây là R1. Cô vẽ ký hiệu thôi, còn khi kem vẽ vào bài thi thì kem nhớ vẽ điện trở giống như ở bên trên. Điện trở R2 nằm giữa C và D. Đây là C, đây là D. Vậy ở đây có R2, vậy cô mắc thêm R2 vào đây. Điện trở R3 nằm giữa D và E. Vậy đây cô cũng sẽ có R3 giống như kem thấy. Và bây giờ bài toán trở nên vô cùng dễ dàng rồi. Ba điện trở này được mắc song song với nhau. Vậy ba điện trở được mắc song song thì chúng ta phải nhớ tới kiến thức về điện trở của đoạn mạch mắc song song. Đó chính là 1 trên R song song thì bằng 1 trên R1 cộng với 1 trên R2 cộng với 1 trên R3. R1 đã biết, R3 đã biết. Vậy thì R song song tính như thế nào? Muốn tính R2 thì phải biết được R song song. Và theo như đề bài, khi mà cả hai khóa đều đóng thì ampe kế A chỉ 0,6 ampe. Mà các em thấy rồi, đây ampe kế A này của chúng ta nó chỉ cường độ dòng điện trong mạch chính. Vậy thì R song song của chúng ta cũng sẽ được tính bằng U chia cho cường độ dòng điện trong mạch chính. U không đổi là 12V. Cường độ dòng điện trong mạch chính lúc này là 0,6. Vậy 12 chia cho 0,6 là bằng 20 ohm. Đây chính là R song song. Chúng ta thay tất cả ba cái điện trở này vào cái công thức đây thì chúng ta sẽ thu được là 1 trên 20 thì bằng 1 trên 60 cộng với 1 trên R2 cộng với 1 trên 40. Và từ đây bấm máy tính chúng ta sẽ rút ra được R2 bằng. Cô bấm máy tính để cho các em tiện theo dõi nhé. Đây cô sẽ bấm máy tính như sau. À, trước tiên là chúng ta nhẩm này. Chúng ta nhẩm R1 trên R2 chúng ta để ở bên phải này. Vậy chúng ta chuyển tất cả những cái này sang bên trái. Có phải chúng ta sẽ có là 1 trên 20 trừ đi 1 trên 60 trừ đi 1 trên 40 không? Thì bằng 1 chia cho R2. Nhưng cái chúng ta đang cần tìm ở đây là cần tìm R2. Vậy thì R2 của cô sẽ được tìm bằng như sau. Bằng trên tử là 1. Sau đó xuống bên dưới thì cô sẽ có là 1 chia 20, 1 phần 20 này, 1 phần 20, trừ đi 1 phần 60, 1 phần 60, trừ đi 1 phần 40, 1 phần 40. Rồi, và cô bấm dấu bằng, cô sẽ thu được kết quả, đó chính là bằng 120. Vậy thì R2 của cô sẽ là bằng 120 ohm. 120 ohm. Vậy cô đã giải quyết xong vấn đề tính R1, R2, R3 rồi. Nhưng bài toán người ta còn yêu cầu chúng ta là tính số chỉ của ampe kế A1 và A2 khi đó. Vậy số chỉ của ampe kế A1 và A2 khi đó thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Để đi tính số chỉ của các ampe kế thì việc đầu tiên các em phải đi tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở. Sau đó chúng ta sẽ xét ở các nút. Vậy chúng ta sẽ đi tính cường độ dòng điện qua các điện trở như sau. Cô sẽ đi tính cường độ dòng điện I1 trước, cường độ dòng điện qua điện trở R1 nhé. Trong bài thi các em nhớ ghi lời dẫn, đó là cường độ dòng điện qua điện trở R1 là. Ở đây cô hướng dẫn nên cô chỉ viết tắt thôi. I1 sẽ được tìm bằng U1 chia cho R1. U1 chia R1. U1 là hiệu điện thế ở hai đầu R1. Thế nhưng chúng ta thấy rồi, ở đây ba điện trở này được mắc song song với nhau. Thế nên U1 sẽ bằng U2 bằng U3 và cũng chính là bằng UAB. Nên khi chúng ta thay số, chúng ta sẽ thay nó là bằng UAB là 12 chia cho R1 là 60. 12 chia cho 60 thì nó sẽ là bằng 0,2 ampe. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ có U2, I2 thì bằng U2 chia cho R2. Chúng ta thay số là bằng 12 chia cho R2 chúng ta vừa tính được bên trên, đó là 120 và chúng ta sẽ được kết quả là bằng 0,1 ampe, tương tự như thế. Chúng ta sẽ đi tính I3
I3 thì sẽ được tìm bằng U3 chia cho R3. U3 của chúng ta cũng chính là bằng U, nên nó sẽ bằng 12 chia cho R3 là 40, chúng ta vừa tính được ở bên trên. Vậy 12 chia cho 40 thì nó sẽ là bằng 0,3A. Và cường độ dòng điện chạy trong mạch chính của chúng ta, I thì có hai cách để tính. Đó là I sẽ bằng U chia cho R song song, hoặc là chúng ta lấy tất cả cái này chúng ta cộng lại với nhau. Vậy cô thử đi tính I bằng U chia cho R song song đi. Nào, U thì bằng 12, R song song chúng ta vừa mới tính được ở đây là bằng 20. Vậy 12 mà chia cho 20 thì chúng ta sẽ được kết quả là bằng 0,6A. Ok, vậy chúng ta đã đi tính xong cường độ dòng điện qua mỗi điện trở rồi. Nhưng cường độ dòng điện qua điện trở R1 không phải là A1. Và cường độ dòng điện qua điện trở R2 cũng không phải là A2, mà nó là các I. Vậy bây giờ chúng ta muốn đi xác định số chỉ của ampe kế, hoặc là nếu như gặp bài số chỉ của vôn kế thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đó là quay trở lại mạch gốc và chúng ta sẽ xét các nút. Vậy bây giờ chúng ta quay trở lại mạch gốc và chúng ta sẽ xét nó như thế nào đây? Đối với bài này, để cho nó thuận lợi nhá, thì cô sẽ ghi các con số. Và khi kem đi thi, kem cũng có thể ghi con số vào cái mạch gốc của mình, hoặc là mạch gốc là ở trong đề thi nên chúng ta sẽ được mang về, nên chúng ta có thể viết luôn bằng bút mực của chúng ta luôn cũng được. Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính cô vừa mới tính được ở bên dưới, nó là 0,6A. Vậy cô ghi vào đây là 0,6A này. Thứ hai là chỗ này là 0,6 thì đê ngang nhiên lên đây sẽ là 0,6 này. Qua R1 thì chính là I1 nhá. Cường độ dòng điện qua R1 là I1, vậy vào đây sẽ là 0,2 này. Sang đây của chúng ta cũng sẽ là 0,2A này. Đi lên đây của chúng ta nó sẽ là 0,4A này. Vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là số chỉ của ampe kế A1 chưa? Số chỉ của ampe kế A1 của chúng ta đó chính là bằng 0,4A, bởi vì khóa K này phải đóng nhé. Ok, thế nhưng số chỉ của ampe kế A2 thì sao? Đấy mới là một vấn đề này. Chỗ này là 0,4 thì các em hình dung nó đi qua đây cũng sẽ là 0,4 này. Xuống cái nút D này nó cũng sẽ là 0,4. Nhưng đến nút D này thì chúng ta đang không biết được là nó sẽ đi sang R3 hay đi sang cả R2. Có nghĩa là đối với điện trở R2 này, chỗ này đến đây này, mình không biết được là nó đổ dồn sang đây và đây, hay là nó sẽ chạy từ D sang C. Vậy muốn biết điều đó thì chúng ta sẽ xét cường độ dòng điện tại cái nút khi mà đi đến và đi ra khỏi nút D này. Đi đến nút D chắc chắn là có 0,4 này. Nhưng I3 theo như phần chúng ta vừa tính được ở bên dưới á, đây như các em thấy này, I3 bằng 0,3. Vậy có nghĩa là đi qua đây là 0,3. Vì I3 bằng 0,3 nhỏ hơn 0,4, thế nên cường độ dòng điện qua R2 nó sẽ chạy từ D sang C. Vậy chiều dòng điện nó sẽ chạy như thế này. Đó, nó sẽ chạy từ đây sang đây. Và chỗ này vào đây là 0,4, sang đây là 0,3. Vậy đương nhiên nó sang bên này sẽ là 0,1. Vậy chỗ này là 0,1. Thế các em thấy tại nút C cả hai phía đều dồn vào, vậy thì đương nhiên chỗ này nó sẽ phải đi xuống đây. Và 0,1, 0,2, vậy chỗ này sẽ phải là 0,3. Và 0,3 này chính là số chỉ của ampe kế A2. Vậy chúng ta đã giải quyết xong là số chỉ ampe kế A1 là 0,4A và số chỉ ampe kế A2 sẽ là 0,3A. Các em có thể tua chậm cái phần hướng dẫn của cô, hoặc là xem lại cái phần hướng dẫn hồi nãy, vì cái phần này nó hơi khó đúng không? Vậy chúng ta có thể xem lại và cô sẽ ghi ra giấy như sau. Vậy chỗ này chúng ta gọi nó là đây là nút A đi, được chưa? Vậy mình sẽ ghi như sau. Xét tại nút A thì ta có I1 của chúng ta là bằng 0,2A. Từ đây suy ra số chỉ của ampe kế A1 sẽ là I trừ đi I1, tương đương với việc I của chúng ta thì bằng 0,6, I1 của chúng ta là 0,2. Vậy 0,6 trừ 0,2 thì sẽ là bằng 0,4A. Đấy chính là số chỉ của ampe kế A1. Tiếp tục đến xét nút D. Xét nút D thì cường độ dòng điện đi vào nút D là 0,4, nhưng đi qua R3 là 0,3. Vậy thì vì I3 bằng 0,3A nhỏ hơn số chỉ của ampe kế A1 bằng 0,4A, nên chiều dòng điện qua R2 từ D
sang C. Tiếp tục mình sẽ xét nút C. Xét nút C thì mình sẽ có được cái gì? Xét nút C thì chúng ta sẽ có là số chỉ của ampe kế A2 thì sẽ là bằng I1. Đây, I1 của chúng ta là 0,2. Vậy sẽ bằng I1 cộng với I2 sẽ là bằng I1 là 0,2 cộng với I2 là 0,1. Và chúng ta sẽ được kết quả là 0,3 ampe. Và chúng ta ghi kết luận. Vậy số chỉ của ampe kế A1 khi này là bằng 0,4 ampe. Số chỉ của ampe kế A2 khi này là bằng 0,3 ampe. Rồi, cảm ơn các em đã theo dõi cái video của cô. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Nhớ đăng ký kênh, like và share cho cô. Cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại.